Rồi, theo thông báo thì bữa nay chúng ta học 10 cái 10 cái 10 25 cái bệnh phóng công, cách phóng công và cái niệm công. Cái này có cái các bạn nghe ha. Rồi các bạn chọn xong này, khi mà cái clip mà nó lên rồi đó thì các bạn chọn, một hai ba bốn giờ một cái nào mà các bạn thấy thích thì các bạn chọn cái đó bác chị. Giờ tôi chỉ nói sơ lại tiếp một tí xíu về âm dương khí công để cho các bạn nắm. Thì cái âm dương khí công tức là khí, đó, còn công tức là công phu mà chúng ta phải kiện luyện bằng khí công, cho nên chúng ta cần phải kiện luyện. Công ở đây là công phu, ta bỏ ra thời gian công sức ra để tập luyện. Thì trong tập luyện thì chúng ta phải chọn cái nơi yên tĩnh nhất, lành mạnh nhất, không khí không bị ô nhiễm. Thì chúng ta hãy tập thở âm dương khí công. Cho nên ta thở âm dương khí công này rất là nhanh. Thì các bạn biết rồi, các cái người mà thở âm dương khí khí công thì của thầy tổ giáo sư Thiên Khoa học Vũ Châu thì thở là rất nhanh, mà thở quyền công của các loại khí khác như tập yoga, tập võ công, rồi thở tùm lum của các nhà thiền sư rồi đó thì họ tập rất là lâu. Có khi họ đi lên núi họ thở, khi tập luyện có khi chục hai chục năm cũng chưa chắc thành công. Mà chúng ta học âm dương khí công của thầy tổ thì rất là nhanh, trong vòng có mấy ngày và nó cho chúng ta một kết quả rất là tức thì. Như vậy là quyền công là gì, khí công thì ta đưa vào cái phương pháp trị bệnh. Khi mà ta có cái năng lượng rồi, ta có thể đưa vào cái năng lượng đó mà ta trị bệnh. Đây không phải là di tâm, mà đây là di vật biến chứng. Như vậy là quyền công là gì? Quyền công là một kỹ thuật là rất cao cấp trị bệnh, rất cao cấp, mà nó nằm ở ngoài sức tưởng tượng của con người, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã tìm ra phương pháp này lúc còn thầy rất là trẻ. Cho nên nhà khoa học ở thế giới cũng như ở Pháp tặng cho thầy Châu là thầy thuốc thiên tài, ân nhân của nhân loại. Cho nên thầy tìm ra cái phương pháp thở âm dương khí công, thầy ra tìm ra dưỡng chứng, thầy tìm ra được 8 nguyên tắc và 633 cái đạo nguyện đồng hình và phản chiếu là 120 cái đồ hình trong một thời gian rất là ngắn mà thầy đã hoàn thành. Cho nên thầy viết cuốn sách có 2-3 ngày là xong. Cho nên thành được giáo sư của người Pháp tặng cho thầy Châu có dịp cái đi Pháp là một thầy thuốc thiên tài, là ân nhân của nhân loại. Cho nên trong cái ta bữa nay ta đi vào cái chuyện thở âm dương khí công và trị bằng quyền công thì các bạn phải nắm và tự điều chỉnh cho mình
Một điều mà tôi tâm đắc nhất là thở tập luyện âm dương khí công và trị bệnh bằng huyền công. Tôi đã nói là một cái môn phương pháp mà chúng ta không thấy ngờ được. Kể cả cái viện chứng các bạn không thể ngờ được. Mà viện chứng của Đô Phiên chị thì các bạn không thể ngờ được mà nó hết một cách nhanh, một cách kỳ cục đấy. Đến nỗi mà tôi chị mà mọi người không thể tin được, đó là sự thật. Nhưng mà thật đó là sự thật. Cho nên tôi chị tôi dám bảo là tôi biết trước mấy phút, 3 phút, 2 phút, 4 phút là bệnh nhân sẽ lui, bệnh thật sẽ lui trong vòng 3 4 phút mà thôi. Cho nên đó là một sự kỳ diệu mà một thời gian dài cũng có nhiều người phản ánh là không đúng sự thật, nhưng thật đó là sự thật. Còn cái quyền công này nó không ngoài cái sức tưởng tượng hơn nữa, không đụng vào người, không đụng vào người bất cứ chỗ nào, mà chỉ cả một con người trên trái đất này, năm châu và bốn biển, trừ ra châu Phi tôi chưa trị được thôi, còn tất cả như châu Mỹ, châu Úc, rồi châu Á, châu Âu và Việt Nam thì ta đều trị được hết. Đó là một cái suy tưởng tượng mà chúng ta không thể và không thể nào ngờ được. Cho nên các bạn phải tập luyện hết sức là công phu, phải tự tin ở chính mình thì các bạn mới làm được. Cho nên các bạn muốn thành công thì các bạn không được bỏ cuộc, còn các bạn bỏ cuộc thì các bạn sẽ không thành công. Về phía trị bệnh thì về phía người được trị bệnh và người trị bệnh thì chúng ta phải chữa bệnh bằng âm dương khí công. Thì lúc đấy thì con người chúng ta phải sung mãn, tự tin, thân và tâm phải tập trung ở cái mức cao độ nha. Thân và tâm phải tập trung ở mức cao độ. Đối với bệnh nhân lần nãy thì đối với người trị bệnh, còn giờ đối với bệnh nhân, đối với bệnh nhân thì chúng ta phải tự tin về phương pháp trị bệnh từ xa, đó là huyền công. Thân và tâm của bệnh nhân phải tập trung và lắng nghe xem cơ thể của mình có một cái luồng khí âm và dương chạy vào cái điểm đau để phục hồi các tế bào và hệ thần kinh của người bệnh nhân bị tổn thương. Chúng ta có nhiệm vụ là hồi phục lại cái hệ thần kinh đó và cái hồng cầu bị tổn thương thì ta hồi phục rất là nhanh. Nếu bệnh nhân không tin, không tập trung thì sẽ không hết bệnh và cũng không trị được bệnh. Cho nên giữa tư tưởng, tâm và thân chúng ta phải tập trung ở mức cao độ, giữa bệnh nhân và người trị bệnh phải tập trung ở mức cao độ. Cho nên có người người trị không được vì ta không có nghĩ tới cái chuyện trị bệnh, ta không có nghĩ đến được cái đó là trị bệnh, không tập trung, ta nghĩ ở đâu không thì chúng ta không thể trị được. Mà người trị bệnh thì cũng phải tập trung ở cao độ, mà người được trị bệnh thì cũng phải tập trung. Thì để lắng nghe những cái luồng khí dược của âm và dương chạy vào những cái hồng cầu bị tổn thương và các hệ thần kinh điều chỉnh lại, phục hồi lại, thì phục hồi lại chúng ta một cách nhanh chóng. Đó là tư tưởng, ý dẫn khí mà khí dẫn quyết, mà quyết đến đâu thì sẽ lực đến đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách phong công và cái điều các bạn nhớ chỗ này: tâm của người trị bệnh và người bị bệnh
phải nghĩ về cái bộ vị của bộ phận bị đau. Các bạn nhớ ha, cái này các bạn khi mà các bạn mới thì bảo cũ thì biết rồi, thì hai người sẽ tôi sẽ cho hai người nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, đó là quyền công, để trao đổi với nhau, hỏi thăm với nhau, rồi các bạn phải có sự tập trung nghĩ về cái bộ phận, tức là bộ vị của cái điểm đau đó, thì tập trung đó thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả rất là cao. Trong cái lúc trị bệnh, người trị bệnh và người bị bệnh, nếu mà không tập trung ở mức cao độ thì chúng ta sẽ không thành công. Không thành công mà trị bệnh cũng không hết. Đó là cái nhắc nhở dân các cho các bạn về cái mục đích của cái cách trị bệnh và nguyền công. Đây cái ôn là cho các bạn một cái ngắn để các bạn nắm, để các bạn làm cái nền tảng để các bạn đưa vào cái phương pháp trị bệnh làm sao nó tốt. Giờ tóm lại, nhiều người trị bệnh và người được trị bệnh, người bệnh ta phải tập trung ở cao độ, thân ở đâu tâm ở đó, ta nghĩ về cái bộ vị đó, ngay cái điểm đau, bộ vị là nơi điểm đau đó, thì ta lắng nghe có một cái luồng khí giữa của âm hay là luồng khí dương, nó sẽ chạy. Nếu cơ thể của bạn bị lạnh thì có một cái luồng khí âm hay là một luồng khí dương để chạy được nó, để nó khôi phục lại cái hồng cầu đó, nó làm cho các hồng cầu bị tổn thương, nó sẽ chỉnh lại, đồng thời nó chỉnh được cái hệ thần kinh ở ngay chỗ vị trí điểm đau đó, để nó làm cho cái vết thương nó mạnh hơn, nó lành hơn và nó mau hết bệnh hơn. Bây giờ chúng ta đi vào các cái phương pháp mà trị bệnh bằng quyền công. Cái thứ nhất thì chúng ta niệm công. Niệm công là gì? Tại sao niệm công? Niệm thì ta đọc cái số, ta đọc nhỏ thôi, ta đọc cho mình nghe thôi, chứ bệnh nhân không nghe. Tuy rằng ở sát bên hay là ở ở nước ngoài hay là ở nước trong hay là trong màn hình thì ta chỉ đọc cho mình nghe thôi. Thí dụ như người đó bị mất ngủ thì chúng ta đọc cái bộ ổn định thần kinh, tức là bộ vị của nó. Ổn định thần kinh là 124, 124, 124, 124, 124, ta đọc một hơi vậy đấy. 34, 34, 34, 34, 34, 34, tổng một hơi. Rồi 26, 26, 26, 103, 103, 103, 106, 106, 106. Rồi 300, 300, 300, 300. Rồi 1, 2, 269, 269, 269, 269. Rồi 217, 217, 217, 217. Thì các bạn đọc thầm khi mà các bạn ngủ gì đó, và tự cho mình cũng được. Thì các bạn đọc cái số đó thì hệ thần kinh nó sẽ thư giãn đi, nó không còn cái suy nghĩ nữa, thì nó sẽ đưa cho các bạn vào giấc ngủ. Mà các bạn đọc cho những người khác mất ngủ cũng được. Khi mà các bạn hai người có hợp đồng nhau thì các bạn khi mà tối thằng ngủ không được thì các bạn có thể hỗ trợ qua cái điện thoại, qua Zalo, Windows cho rẻ hơn. Hồi xưa thì khi mà tôi biết chưa, nó chưa có cái Zalo, nó chỉ biết là nhắn tin thôi. Hồi xưa nó nhắn tin chứ không có cái Zalo như gì đâu. Thì chúng ta đọc, rồi đọc cho tống tiền lắm, đọc tống tiền bây giờ nó một khúc nó tới mấy ngàn nè, có khi các bạn nộp như 50.000 chị vài người cái hết 50.000. Cho nên sau này nó có cái thần tiện là có Zalo thì ta chuyển rất là dễ, rồi Zalo, Messenger, Weibo rồi tùm lum nhiều chuyện chứ, thì nó đỡ cái tốn tiền. Hồi xưa tốn tiền lắm, cho nên xưa tôi cũng ngại cái vụ mà trị bệnh từ xa bằng bằng điện thoại của Bắc. Hồi xưa đâu có đồng hồ thông minh đâu, duy nhắn tin thôi, mà điện thoại và nhắn tin. Thì các bạn dùng cái bộ nguyệt đó,
Ví dụ như các bạn hay trị sốt, hay là các bạn trị gì đau cái lưng, hay là nhức lưng đi, hay là nhức cái giò đi, hay nhức cái bàn chân đi, nó thôi tụng thì các bạn nhức thì qua vô bụng nhức. Ví dụ như đọc 39 39 39 43 43 43 45 45 45 300 à, đọc thầm vậy đó. Thì cái nếu mà ở bàn giò thì tôi là nó có 34 51 để đọc. Thì các bạn đọc ở đây trong miệng bắt đầu thầm, thì bên kia cái giò của người ta nó bà đã bớt nhất. Nếu tê thì vô tê, ta đọc cái số xong rồi ta đọc vô cái bầu vị của nó. Còn nếu mà cái thứ hai á thì các bạn có thể đi phản chiếu bằng ảnh công cũng được. Giờ cái thứ hai ta đi bằng ảnh công thì ta lấy cái ảnh của bệnh nhân, hay là cái ảnh trong cái đồ hình đồng ứng phản chiếu đồng ứng cũng được, không sao, tất cả đều được hết. Thì ai cũng có một cái đồ hình này. Đây là một cái hình người, hay là các bạn kêu người ta chụp. Nếu như các bạn ở đây thì dễ rồi, ở đây thì dễ rồi, thì ta dòm cho màn hình này ta chỉ cũng được ảnh, rồi chúng ta dây để đi phản chiếu trên cái màn hình cũng được. Thì thí dụ như các bạn bên kia đau cái bàn chân thì ở đây ta dây bàn đau thì thí dụ nhất đây thì ta vô 39 ta cũng chấm trên trên cái mặt như của cái hình của bất cứ của người đó, đó gửi qua, chụp gửi qua cũng được. Thì chụp cái qua thì các bạn chụp cho tôi hai ba cái hình. Cái hình thứ nhất là hình mặt thẳng nha, mặt chính diện. Thứ hai là chụp hai bên, thứ ba là chụp cái ót này nè. Để khi mà cái nó bị thiếu máu não hoặc là cái bả vai nó bị cứng cổ thì ta chuyển nhanh hơn. Thì các bạn chụp cái đó thì các bạn căn cứ vào, nếu các bạn có cái đồ hình như vậy thì cũng dễ đây, chỉ cho đồ hình này cũng được nha. Hồi nãy ta niệm công, ta niệm trên số hoặc là ta dây trên cái số số trong cái số này cũng được. Đây các bạn dây trên cái số này cũng được. Thí dụ như các bạn vô nhất, các bạn trên cái này nè, con số 39, các bạn dây số 39 143 43 45, rồi các bạn dây 300 300 để nó là bộ nhất. Xong rồi các bạn dây dây cái con số 31 của 34, 34 là bàn chân, 50 51 là bàn chân. Thì các bạn dây trên cái màn hình đó, trên cái màn hình có sẵn này nè, thì kêu bệnh nhân sẽ lắng nghe coi cái bàn chân hết chưa. Thì chúng ta dây ở đây giống như tôi đây, tôi dây thì ở người không biết ở đâu, ở Hà Nội, ở Hà Tiên hay là ở bất cứ trên nào, ở bên Mỹ gì thì nó cũng hết, nó cũng hết. Thì các nữa chúng là tôi sẽ làm cho các bạn, rồi các bạn sẽ thực tập ha. Hoặc là chúng ta có thể là tô màu ha, ta phải gạch ta tô màu qua cái màn hình điện thoại cũng được. Như hôm đó nay trước nào ấy, thì các bạn ngay chị bằng bằng phóng công rồi niệm công, rồi bữa nay chúng ta vì ảnh công tô màu trên ảnh đó, tô màu trên cái màn hình này cũng được. Ta chỉ như một con người chị thật về mặt diện chẩn gì đó. Rồi cái thứ ba, các bạn cái nào không hiểu thì các bạn đánh dấu đi ha, rồi có gì các bạn chúng ta hỏi lại. Rồi cái mục thứ ba, quyền công hay là phóng công tôi chưa hiểu, hay là các bạn ghi rồi cái gì các bạn nữa hỏi lại. Cái thứ ba là phóng công, tức là phóng công. Đây là một kỹ thuật cao cấp nhất mà tôi thường hay thực hiện cho các bạn qua cái màn hình, nhiều người hoặc cụ già trong người thì đa số là phóng công.
Thì cái phóng công này á, người phóng công phải có một cái sức mạnh và cái nội tâm tốt và cái điện lực, cái năng lượng ở trong cơ thể nó phải sung mãn thì các bạn phóng công rất là thành công. Người bệnh nhân thì ngồi trước mặt, nếu các bạn yếu thì các bạn chỉ một người trước mặt cũng được, còn các bạn mạnh khỏe thì các bạn phóng công trên màn hình vài trăm người cũng được, không sao, nhưng mà với cái sức khỏe phải sung mãn và nội tâm phải tốt. Thì ta dùng năm ngón tay ta phóng công, búng công ở trên gương mặt này đó, thì các bạn sẽ thấy một cái luồng khí âm và dương. Nếu cơ thể của bạn nóng thì nó sẽ, các bạn sẽ được điều chỉnh lại. Cơ thể của bạn bị寒thì cơ thể sẽ được chỉnh lại ấm lên. Đó là cách phóng công. Thường thường ta phóng bốn công bằng 7 cái. Như tôi hướng bóng cho các bạn thì thường ta đóng 7 cái. Bóng 2 lượt. Hoặc là ở thực tế thì bóng một lượt một lần một. Thì khi phóng thông thì các bạn thấy qua cái nhiều lần thì các học viên và bệnh nhân báo cáo là có một cái luồng khí của tôi sẽ truyền chạy vào cái chỗ điểm đau của các bạn rất là mạnh, làm cho cái chỗ bị đau giảm một cách rõ rệt và nhanh nhất. Bây giờ chúng ta chỉ công. Chỉ công cũng hay lắm. Đây là một kỹ thuật tương tự như như búng công nhìn nãy á, nhưng mà ta chỉ dùng một ngón tay, ta gọi là nhất dương chỉ vào cái điểm đau của bệnh nhân mình thôi. Khí và lực của âm và dương của người truyền qua đó, các bạn thấy có một chỗ bị rất là đau, và chỗ cái đầu ngón tay của các bạn sẽ có một luồng khí rất là lạnh. Từ đây, từ trong cơ thể của người bệnh ấy, của tôi chỉ, khi mà tôi chỉ cho các bạn gì, tôi biết là các bạn đó mới đầu nó đang nóng. Khi mà luồng khí của tôi từ trong này nó chạy ra, nó làm cho cái tay này nó mát, nó lạnh luôn. Các bạn cảm giác như chỗ này của tôi nó có một cục đá để dưới đây, mới đầu có, nhưng mà cái lúc mà nó truyền qua, khi mà cơ thể của các bạn bị nóng thì cái tay của tôi nó rất là lạnh, lạnh có khi có lúc nó buốt luôn nha. Thì tôi biết cái cơ thể của bạn đã được làm ấm lên rồi, thành ra tôi khi mà cuốn tên nó chạy ra thì tôi biết bạn đã hết bao nhiêu phần trăm ở bên cơ thể của các bạn rồi, cho nên tôi nói thôi được 60% chưa, thì dứt khoát người đó phải nói từ 60, có khi hơn được 70, có hơn là có khi là 65, nó nằm ở chỗ bạn chính xác như thế. Cái độ chính xác rất là cao vì chúng ta chỉ công thì có nguồn khí nó rất là rõ ràng, nó thể hiện trên cái đầu ngón tay của người chị ấy. Thì sau này các bạn sẽ có cái điểm đó, dứt khoát là các bạn sẽ có rằng khi đường khí trong cơ thể chúng ta lấy ra đưa cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ có một cái luồng khí rất là mạnh chạy ra cái đầu ngón tay mà cũng chạy chỉ vậy này. Có một luồng khí nó như một cái luồng khí, một cái vòi nước mà nó phun khí ra đây, nó lạnh lạnh buốt như này rồi thì đã biết bên kia là người người đó mát rồi, cho nên chúng ta mới hỏi được hỏi chỗ đó là bệnh nhân bao giờ cũng nói chúng nói cỡ thế. Như tôi nói nó nằm ở cái một, ví dụ tôi nói là 70% chưa, có người thì nói được 70-80%, có người nói là 65%, thì nó nằm sai sức trong cái đoạn đó. Nếu trường hợp một chút xíu thì ta cân lại thì nó sẽ lên 70-80% liền. Cho nên chúng ta luôn luôn để chúng ta hỏi bệnh nhân hỏi đi làm gì, trong khi 1-2 giây 3-4 giây gì đó ta phải hỏi một lần giảm chưa, giảm được bao nhiêu chưa, giảm 10 chưa,
Nó giảm được rồi thì tiếp tục theo dõi. Trong vòng mấy giây theo dõi giảm được chưa, lên 20 chưa thì nó được rồi, tiếp tục theo dõi. Có khi nó lên tới 50 bắt đầu nó sừng, khi tới 50 nó bắt đầu sừng, nó sừng cũng thấy giờ mười mấy 20 giây gì đó thì bắt đầu chuyển tiếp. Thì ta chỉ khoảng 80% thì ta nghỉ, có gì mai ta chỉ tiếp. Đó là cách trị công. Ta chỉ cái thứ năm là đàn chỉ thần công. Đàn chỉ thần công thì ta dùng cái ngón trỏ và ngón cái chúng ta búng, như cái đàn búng, búng vào cái bộ phận của bệnh nhân bị đau, cái búng vậy đó, thì các bạn sẽ thấy có một luồng khí chạy mạnh vô đó, thì làm cho chỗ đó nó bị giảm đau. Cái thứ sáu là cái ý công, đây tôi chỉ bằng ý. Thì cách này chỉ bằng cái hệ tư tưởng, trị bệnh bằng hệ tư tưởng, sự suy nghĩ của người bệnh và người bệnh của người trị bệnh phải tập trung vào cái điểm đau để họ hình thành một luồng điện. Được tác động vào vùng bị đau. Kỹ thuật này không phụ thuộc vào thời gian và có thể chữa được từ xa. Bệnh nhân có thể dùng cái điện thoại hoặc qua tin nhắn cũng gì cũng được. Đó là ý công. Ta chỉ cần hỏi thôi. Hỏi giờ chị làm sao? Nói giờ tôi đau cổ quá. Giờ chị coi đây cái cổ chị giờ hết đau chưa? Chị thấy có tự giờ có giảm chưa? Thường thường nó trong vòng 30 giây thì sẽ có tác dụng rồi. Chứ các bạn mới vô thì các bạn hỏi tất cả những cái dụng quỳ công này á, thì các bạn mới vô thì các bạn nên chỉ tập trung ở khu vực điểm đau và lắng nghe ở điểm đau. Chị có cảm thấy có một cái luồng khí gì hay không? Vì lúc này họ không nghĩ tới đâu. Nhưng mà dù sao nữa chúng ta nhắc nhở thì bệnh nhân mới để ý. Thì thấy có một luồng khí nó sẽ chạy vào cái điểm đau. Cho nên trong cái này ta không thuộc vào thời gian, ta có thể chỉ từ xa qua cái màn hình nó hỏi thăm. Anh ở bệnh viện cũng được, mà anh ở đâu cũng được, anh làm gì cũng được, thì chúng ta chỉ cần hỏi thăm thôi thì bệnh nhân sẽ giảm bệnh. Hoặc là chúng ta viết qua tin nhắn cũng được. Thí dụ như ở bên kia, hồi trước thì xài cú bắp mà đâu có ví dụ điện thoại thông minh như gì đâu, thì chỉ người bên kia hỏi là tôi giờ tôi đau cổ, mình hỏi đau cổ chỗ nào, nói đau cổ từ chỗ sống lưng, từ cái C7 cho đến C1, những từ đầu đầu sống lưng tức là C7 C1 đó, đau dài đến tới chỗ khung phủ này C1 khu vực đó, thì chúng ta chỉ tập trung ở chỗ cái điểm đau đó, chỉ lắng nghe khu vực đó nó có cái cảm giác gì hay không, có cái luồng khí gì chạy đến hay không. Thì lúc này thì nói chung chưa chạy đâu, nó khoảng chừng 5 giây đến 10 giây khi mà các bạn hỏi thăm
và cái năng lượng của bạn được hai người giữa bên dân và mình đã nói nhiệt nhau. Giống như cái điện thoại đang chị thì bên kia nó không tích tốt, mà chúng ta chưa bắt được liên lạc. Khi bên kia đã nhận được cái điện thoại đó thì hai người có thể trả lời, thì lúc này là giữa hai cái hệ thần kinh và những cái hồng cầu lúc này đã chuyển hoạt động do thần kinh chỉ đạo. Cho nên cái yêu cầu là thân và tâm chúng ta phải đi gắn liền nhau trong lúc trị bệnh và hồi công. Cái thứ bảy là ngôn công. Thì ngôn công thì các bạn dùng cái lời nói của mình. Người trị bệnh chỉ cần hỏi thăm về căn bệnh và yêu cầu bệnh nhân xem lại cái điểm đau của đó coi giảm chưa. Chính những lời nói và sự yêu thương của bạn đã quan tâm nhiệt tình đến người bệnh, và cái kết hợp với tư tưởng của người bệnh và người trị bệnh và chữa bệnh cùng một tư tưởng, hai người phải tập trung lại với nhau ở ngay chỗ vị trí, tức là bộ vị đó, hai người phải tập trung vào chỗ bộ vị đó thì sẽ hành nhanh hết bệnh. Cho nên tất cả tóm lại, các bạn phải tập trung giữa bệnh nhân và người trị bệnh. Người chữa bệnh phải tập trung về mặt tư tưởng. Cho nên cái ngôn công này, đây là một cái bài học hết sức là độc đáo. Tôi thường hay ví dụ cho các bạn biết, hai người đến thăm bệnh nhân, người trước và người sau. Ví dụ như người chị vô thăm mẹ với tình yêu thương cực độ, biết chiều chuộng, thương yêu mẹ và hỏi thăm mẹ, thì mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ và cảm thấy nhẹ nhõm về mặt tư tưởng, bệnh tật sẽ bị tiêu tan đi, đó là tình cảm thì yêu thương. Xoa dịu được cái điểm đau thì họ sẽ bớt đau. Đây con thứ hai cũng là đứa con đó, vô tranh giành về quyền lợi, về kinh tế, về chửi bới sùm ha, chia đồ chia tài sản trong khi mẹ đang nằm bệnh, rồi chia tài sản, rồi đủ thứ chuyện đó, làm cho người mẹ tức chết luôn. Cái đây rất có nhiều chuyện cho xảy ra. Chỉ cần ta chỉ dùng ngôn ngôn công mà ta làm cho người khác bức xúc, thì các bạn biết là bức xúc thì tim sẽ không đủ máu đưa lên não, khí không đủ đi máu để cung cấp cho cơn giận của mình, thì dễ bị tắc thở. Cho nên chúng ta dùng những lời nói thì sao cho nó hợp tình hợp lý thì sẽ giúp cho các bạn mau hết bệnh mà thôi. Cho nên tôi thường chúc các bạn có cuộc sống vui, sống khỏe, sống có chất lượng, không nên buồn rầu. Buồn rầu không đem lại, không thể giết cho người khác được. Có khi các bạn buồn mà bạn chửi người khác đi, người họ không chết đâu, mà chính bạn là người chết. Tối ngủ không được. Có khi một người đó nói chuyện với bạn mà người ta tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng bạn cho là chuyện đó là quan trọng, và tối ngày cái lo suy nghĩ không à, tối ngủ không được, tức ngủ không được, mà trong khi người kia ta đâu biết đâu. 5, 10 năm nữa tao nói gì do mày mà tao bệnh tới giờ, hỏi cái gì mày nói tao tức tới bây giờ mấy năm nay tao còn tức á, hỏi có dùng gì, tôi có nói gì đâu à. Nhắc lại thì người ta mới nhớ chứ người ta đâu có nhớ đâu. Cái câu vô tình mà mình có khi mình để ý rồi mình cứ giận dữ và giết con người của mình ngày
nó sẽ suy sụp về mặt tinh thần. Nên chúng ta nên những cái ngôn công chúng ta phải sử dụng cho nó thật là tốt, tránh những cái tranh luận không đúng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì không nên, cái gì ta nên bỏ qua. Cái thứ tám là thủy công, thứ tám là thủy công, ta dùng của cái nước sạch, tức là nước trong đó, mà chúng ta thấy uống được ha, nước trong cái nước nấu, nước sôi, nước gì đó, nước tinh khiết, miễn nước đã sạch rồi thì nước uống được. Khi mà ta góp một ly nước, thí dụ như các bạn đây, một chút nữa các bạn có thể làm được rồi đó. Các bạn góp một ly nước gì, nước gì cũng được, miễn là nước sạch mà ta uống được. Thì ta nói về cái bệnh, bệnh gì mình tự chữa cho mình hay là mình chữa cho người khác, thì các bạn thấy không, nước là một cái sức mạnh, là một sự thông minh mà chúng ta không thể hiểu nó được. Nước là rất là hiền, nhưng nước cũng rất là hung dữ. Các bạn thấy nước ở trong lu nó rất là bằng, rất là phẳng. Nước ở sân, trên sông có lúc nó rất là hiền, nhưng mà nước đã giận lên rồi, thành một cơn bão tố rồi, thì nó sẽ nhấn chìm tất cả nhà cửa cây cối, nhấn chìm hết, chứ không phải là hiền. Cho nên nước rất là sự thông minh và rất là hiền hậu, nhưng mà nước cũng rất là mạnh mẽ và hung dữ. Những cái cơn sóng thần, các bạn thấy nước không, dữ lắm, mà ai cũng đều kinh sợ. Như vậy là chúng ta góp một cái ly nước gì. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì các bệnh nhân nào có liên quan đến cái nước, thí dụ như tiêu chảy, tiểu đêm, máu bị đặc, thì phù hợp với cái nước. Những cái gì mà có liên quan đến nước như tiểu trường, thận, can, tỳ, rồi các cái đường kinh thận đều có liên quan đến nước. Như vậy là ví dụ như não ơi, 2660 não ơi, thần nước ơi, cho tôi uống một ly nước này hết tiêu đêm, hay là cho tôi uống ly nước này hết tiêu chảy, và hay là tôi uống ly nước này cho máu trong cơ thể tôi nó bớt, không còn cô đặc nữa. Những cái gì có liên quan đến với nước trong cơ thể ta thì ta có dùng nước, ta chỉ niệm 2660 rồi chúng ta luôn yêu cầu nước sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được những cái chỗ bế tắc về nước, thì nước này nó sẽ giúp ta giải quyết được bế tắc. Ví dụ như não ơi, thằng nước giúp tôi uống ly nước này tối không tiêu đêm, thì nước này nó sẽ nghe. Các bạn nói đừng nói nước không biết nghe ha, nước nó biết nghe, tất cả những cái gì ở trên trái đất này đều biết nghe, đều biết nghe, nhưng mà chúng ta không biết ngôn ngữ của nó mà thôi. Cũng như con chim, con trùng, con kiến, con rắn đều có tiếng nói riêng của họ, cho nên chúng ta không biết. Cho nên cái sự tổ chức của các loại sinh vật rất là đa dạng và phức tạp.
mà đoàn kết rất tốt, như một cái tổ kiến như các bạn đi rất là tốt. Nó đi có bao giờ kẹt xe như con người mình đâu, cái hàng ngàn hàng tỷ con như cái đàn ông nó bay cũng búa xua chứ đâu có thằng nào đụng nào đâu. Mà con người Việt Nam mình chạy ra xe thế nó đều đụng tùm lum, quẹt tùm lum đó. Cái tổ chức của con người Việt Nam, của con người nó không chặt chẽ bằng tổ chức của các loài động vật. Các bạn thấy hôm nay hôm qua tôi đi thăm cái dung tôm ở Trà Vinh, tôi thấy cái dung tôm, một cái dung tôm gì đó nó tới mười mấy tấn nha, coi như là tôm nó đầy dày đặc hết trơn. Các bạn giờ thấy nó dày đặc luôn, nó khít 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 nha, nhưng mà nó bơi không có đụng nhau, rất là hay. Nhất là các bạn coi đàn kiến đàn ong rồi đó, tổ chức của nó rất là chặt chẽ, nhiệm vụ của giao từng con ông thợ ông chúa, rồi ông đi kiếm thực phẩm về, lấy mật về, đều có cái tổ chức rất là đàng hoàng. Cái lớp mà các bạn thấy cái lớp mà vệ binh của cái tổ tổ ong á, nó rất là chặt. Đàn kiến gì hay có đàn kiến gì, chưa thấy không, cả hàng ngàn con hàng tỷ con vậy, chưa thấy đi không bao giờ đụng nhau, không có kẹt. Tụi mình đi ra đường đi xe mấy tiếng đồng hồ rồi, chúng ta thấy thấy chính là nhãn công nhãn là mắt, là cách chữa trị bằng mắt. Người chữa bệnh tập trung tư tưởng nhìn vào bệnh nhân, vào vùng đau của bệnh nhân, qua đó dùng ý và lực, qua đó chúng ta dùng ý và lực tác động giống như một cái telemetry chiếu thẳng lên ở khu vực bị đau để kích thích và nâng cái lực của bệnh nhân lên. Cho nên các bạn chỉ nhìn thôi, các bạn dùng một cái đôi mắt của bạn nhìn thẳng vào một cái điểm đau đó, thì sẽ các bạn sẽ có một cái như một cái hai mắt của bạn cảm giác như có một cái tia laser chiếu thẳng vào cái khu vực mà bị đau đó, thì bệnh nhân sẽ nó bệnh sẽ rút lui. Sau này là các bạn thực tập đi ha. Cái thứ 10 là khoáng công. Khoáng công, người chữa bệnh phải ngồi đối diện với bệnh nhân, dùng cái ngón trỏ ta viết lên cái bộ phận bị đau của người bệnh. Thí dụ như đau cánh tay thì ta viết cái hết đau cánh tay, đây là khoáng hữu hình, đây là khoáng hữu hình. Còn khoáng vô hình thì ta dùng ý nghĩ, ta viết lên cái bộ phận đang bị đau. Các bạn có thường thường bữa nay thì tôi mới nói các bạn trên chị bằng khoáng công, tôi chưa nói ai bao giờ, vì họ nói cho mình là chị bùa chị phép. Cho nên có lúc tôi khoáng công mà các bạn đâu hiểu đâu. Cái lưng của bạn đau ngồi xuống được, hay là cánh tay của bạn đau không được, cánh tay này đau không được, các bạn lấy cái cây viết này nè, thì viết thì hết đau cánh tay,
các bạn viết thì có kế hoạch, người ta đâu biết đâu, hết đầu viết thì hết đầu, hay là các bạn không viết thì các bạn nhìn vô cái tay đó, nhìn vô cái tay tôi đây, thí dụ như đâu thì các bạn nhìn vô cái tay, các bạn nghĩ trong đầu các bạn đó, cánh tay hết đau, cánh tay hết đau, cánh tay hết đau, cánh tay hết đau, thì cánh tay này sẽ chậm hết đau. Vì cái lúc này là cái hệ thần kinh của các bạn đã chọt vô vô cánh tay, mà cũng phải kêu bệnh nhân nghĩ vào cánh tay đó. Chỉ là hai lần tư tưởng nó sẽ của người bệnh nhân và người trị bệnh sẽ tập trung vào cánh tay đó, thì não thần kinh của người trị bệnh sẽ đưa qua cái não và truyền cho đó để khôi phục lại hồng cầu và hệ thần kinh bị yếu đi, chúng ta khôi phục được đó. Đó là khoáng công. Khoáng công có hai cách, ta viết chữ lên trên chỗ bị đau, ví dụ hết đau lưng, hết đau đầu, hết đau cổ, ta viết, ta dùng cây, ta viết trên gì đó, hoặc là ta viết bằng hữu hình hoặc là vô hình. Hữu hình thì ta viết lên, còn hữu dụng vô hình thì ta chỉ nói thầm trong trong ý nghĩ ra đây, bệnh nhân không biết, và chỉ kêu bệnh nhân là tập trung vào đó mà thôi. Cái thứ 10 là từ công. Thứ 10 là từ công. 11 đây. Thì ta dùng một cái viết, ta viết lên cái dòng chữ trên cái tờ giấy á, ta đưa ra cái ý nghĩ của mình, bệnh nhân muốn chữa lành bệnh, hay là muốn trị bệnh ở một phần nào đó ở trên cơ thể của mình, thì các bạn có thể viết bất kỳ tiếng nào cũng được. Nếu người Trung Quốc thì ta viết tiếng Trung Quốc, còn nếu người Việt Nam thì ta viết tiếng Việt Nam, còn nói với người Mỹ thì ta viết tiếng Mỹ, viết tiếng nào cũng được ha. Quan trọng là các bạn biết tiếng hay không, còn không quyết định thì các bạn viết tiếng Việt Nam ha. Như vậy là các bạn phải viết, thí dụ như các bạn bị một cái cơn đau mệt lả, hay là một cơn đau nhức đầu, hay là nhức dương lưng, hay là nhức giò, hay là nhức trán, hay là đau bụng, thì các bạn có thể viết ở trên một cái tấm giấy đó. Hết đau đầu rồi các bạn đồ lại 20 lần hay là 30 lần trên một cái chữ viết hết đầu đầu rồi. Hoặc là đau vai thì các bạn có thể viết là đau vai, đau cổ gáy, các bạn viết liên tiếp như vậy 30 lần. Các bạn có thể viết cho những người khác cũng được, thí dụ mẹ ở bên bên Mỹ, bên Lào, bên Singapore thì các bạn viết cũng được. Lúc này chúng ta viết một cái số đó, một cái chữ đó, thì tâm của các bạn phải luôn luôn nghĩ về chỗ đau của người bệnh đó thì mới có hậu quả. Đó là viết thư pháp trị liệu, đó là thư pháp trị liệu. Ta có thể là viết bằng thư pháp trị bệnh cũng được. Đó là cách ta viết. Đó là từ công. Thì có hai loại. Thì viết từ công ta có hai loại. Cái loại thứ nhất thì thư pháp viết chữ bình thường, và thư pháp viết chữ Hán, hoặc là tiếng Việt, cách điệu, hay là các bạn bài bốn cũng được, mà các bạn luôn luôn viết cái chữ to. Để chi? Để cho khí nó mạnh. Các bạn nên viết chữ to để cho khí nó mạnh. Thứ hai là thư pháp
phải viết cái chữ nó đẹp, trang nhã, mỗi chữ viết đẹp thì không khác gì như một bức tranh họa sĩ mà ta vẽ trên trên chữ, và mới lạ khiến cho người ta thích và viết đi viết lại nhiều lần mà không chán. Có thích thú như vậy thì dễ đạt cái yêu cầu về phương pháp chữa bệnh bằng bằng kỹ thuật cao này, với cái sự tập trung cao độ của người người trị bệnh viết thư pháp. Cái 12 là khách công. Khách công, người chữa bệnh phải viết bằng tay về phía của người bệnh. Phía người bệnh có thể phẩy, cũng như các bạn nghe hách viết rồi có phẩy phẩy nha, phát cái này. Các bạn thấy tôi đi các tỉnh thì tôi hay phóng công thì nó nằm ở cái dạng cũng đông, nhưng mà không bằng phát công. Phát công có thể tao phát một lần mấy chục người, cũng như anh ở trong cái hội trường ở Hà Nội đấy, ở nhà chị Dung đó, thì bữa đó tôi phát công là 67 người trong cái phòng họp mà thuyết giảng đó, thì để cho các bạn ở Hà Nội xem. Và các tỉnh thì nói chung là đi đâu tôi cũng dùng cái phát công này để trị bệnh cho nó nhanh hơn. Hôm rồi cũng đi ra ngoài Đà Nẵng cũng có, nói chung là đi đâu có điểm nào cũng có phát công này, để cho mình dùng phương pháp này trị nhanh hơn. Tao phải phải như nè, còn bún là bún gì phải tao phát. Phát thì nó cũng nó nhanh hơn. Cái 14 là tay sấy công. Sấy công, xoắn công, rồi sấy công, xoắn công, tức là xoắn xoắn theo cái vòng tròn. Ta dùng ngón trỏ ta vẽ lên một cái vòng tròn xoắn theo hình tròn như cái con ốc vậy đó, từ ngoài ta đi vào trong. Tâm điểm là sinh nguyệt, là điểm đau của bệnh nhân. Điều này sẽ giúp cho cái lực tập trung mạnh hơn, cho lực tập trung một cách mạnh hơn vào điểm mà chúng ta cần tác động. Đây là một kỹ thuật này gần giống như chỉ công, cho nên các bạn giờ có điểm đau thì chúng ta xây như cái nón lá vậy, ta xây dùng vòng vòng vòng, mới đầu ta xây rộng gì ha, xây rộng gì từ 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 các bạn xây vài lần đụng vô cái điểm đau không đau, nhất là cái chỗ cái mục nhọt á, mục nhọt là các bạn bị lỡ và các bạn đụng được á, các bạn đừng cái đụng đó, bạn xây xây tập trung, các bạn xây chừng ba bốn vòng rồi các bạn đụng hết đau rồi. Cái một một vào nó mổ lỡ đó, nó đụng được đâu, các bạn xây mấy cái à là các bạn đụng hết đau rồi, rất là lạ ha. 15 là quả công. Quả công là thì dùng sức nóng, sức nóng thì ta có máy sấy nè, ta có hơi ngải cứu nè, ta hơ hoặc là cái hòn đá là ta làm nóng, ta tác động lên cái sinh nguyệt ở vùng đau, đó là quả công. Quả là lửa thì hình như ở chỗ Dư Quân Châu á, thì có dùng đá đó chồm 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 nóng, còn mình ở bên Viện Chẩn thì không có dùng cái đó. Ta chỉ dùng nhãn ngải cứu, nhãn ngải cứu
và máy sấy tóc mà thôi. Còn các phương pháp ta có thể đắp, trong y học dân gian có khi ta đắp, ta dùng lá ta đắp cho nóng cái khu vực đó. Thì chỗ Dương Quang Châu thì có dùng cái đá hấp lên rồi chườm ở chỗ đó, cho nên là chườm đá, tức là suy công, tức là ta thổi công. Thì thổi công thì ta dùng cái hơi thở của mình, ta thổi thẳng vào cái điểm đau của bệnh nhân, hay lắm. Thì các bạn có dùng, thí dụ như cái tay các bạn nó đau chỗ này, các bạn đau ha, các bạn lấy cái tay người thổi nè, các bạn thổi rồi hết đau à? Ta kêu bằng thổi công, tức là suy công là thổi công. Cái hoàng công thì ta dùng cái ngón tay ta vẽ một cái vòng tròn trên cơ thể của bệnh nhân hoặc là nơi bị bệnh của bệnh nhân, ta vẽ theo cái kim đồng hồ là dương, mà ta đi ngược lại là chiều âm. Cái này là điều chỉnh âm dương. Ví dụ như cơ thể của các bạn nóng thì chúng ta đi ngược lại, ngược thì vẽ thêm đi vòng tròn ngược cái đồng hồ. Còn cơ thể của ông lạnh thì các bạn đi theo cái đồng hồ, tức là dương. Nếu mà thuận á, theo cái kim đồng hồ là dương, còn nóng quá, trong người nóng quá thì ta đi ngược lại thì đó là chiều âm, ta trả lại làm cho cơ thể chúng ta bớt nóng lên. Nếu mà nóng, nếu mà cơ thể lạnh thì ta vẽ theo của theo đồng hồ. Cái thứ 18 là áp thủ công, cái này hay lắm ha. Thường thường cái này tôi cũng hay dùng lắm. Thì áp thủ công tức là ta dùng cái tay của mình áp lên cái điểm đau đó. Các bạn thấy cái cổ của cô chiều á, cái này các bạn để vô nó như nó không, nó y như cái cục nước đá mà trong tủ lạnh, các bạn để trên cái này á, nó lạnh nhất ha, ngay chỗ cái C7 và T1 á, C6 á, khi là chiều tinh để lên thì cái chỗ này nó lạnh như cục đá ấy. Nhưng mà chưa đầy 30 giây sau cho nó nóng ra liền, tôi gọi là áp công. Áp công thì ta dùng cái bàn tay của mình vào cái điểm đau của bệnh nhân để truyền cái lực âm dương khí công vào cái điểm đau đó. Nếu nó lạnh thì một chút xíu nó ấm lên, khi mà ta để tay chút xíu nó ấm à, các bạn ở để chừng 3 4 cả khoảng 10 giây thì cái chỗ đó bắt đầu nó từ 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 nó ấm lên, nó mua lạnh nữa. Nếu mà nó nóng để vô nó như lửa nha, các bạn để chút xíu là cho nó mát liền, chút xíu mát này, cái là nhanh, gọi là áp công. Và cái bệnh nhân sẽ hết đau, hay lắm. Thường thường mấy cái đó tôi hay làm lắm. Làm cái đó thứ nhất là mình được giải lao, được giải lao khi mình làm công việc nhiều quá, làm tới sáng là một cái khi mình giải lao, mình lấy tay mình úp lên thôi thì cái năng lượng của mình nó sẽ truyền qua người đó, thì một chút bên kia sẽ hết đau.
không còn lạnh nữa, không còn đau nữa. Cái 19 là ta áp chỉ công, hồi nãy là áp thủ công, bây giờ ta áp chỉ công. Sau khi 19, sau khi mà ta dò được cái sinh nguyệt rồi, tức là ta kiếm được cái sinh nguyệt đau, tức thì ta dùng cái quay dò ta kiếm, ta thấy cái điểm đau rồi, hay cái bộ phận có bệnh thì có thể dùng cái điểm đau đó để nhẹ cái ngón tay lên cái sinh nguyệt đó, để nhẹ ngón tay lên sinh nguyệt đó. Rồi các bạn để vô đó cái ngón tay chỉ, mà chỉ ta để vô đó từ 1 đến 2 phút thì điểm đau đó sẽ biến mất. Ta đã áp chỉ công, hồi nãy là áp thủ công, ta để nguyên cái bàn tay lên, bây giờ áp chỉ công, ta chỉ cần món nó, ta dùng cái quay giò ta kiếm điểm đau. Khi mà ta kiếm được đau rồi, ta lấy cái tay ta chỉ nghe cái đó, ta lưu kim, ta lưu cái ngón tay này nè, như đó thì 1 đến 2 phút thì chỗ đó sẽ biến, điểm đau sẽ mất đi. Cái 20 là ta bốc công. Bốc công thì dễ này, ai làm cũng được. Ta dùng cái bàn tay ta bốc cái năng lượng xấu ở khi tôi bị đau, bốc ta liệt ra, ta vứt xuống đất á. Ví dụ như tôi đau đầu, tôi bốc đây, tôi liệt xuống, bốc đây liền luôn. Bốc bệnh, hoặc cái đau đầu này hết đau. Đó là bốc công. Thì các bạn lưu ý ha, đây là một cái phương pháp trị bệnh bằng quyền công. Thì quyền công trong viện chẩn không phải là liệu pháp chữa bệnh ưu tiên, và khi sử dụng thì trước hết phải cẩn thận, không nên có sự lạm dụng, không nên có sự lạm dụng. Trong nhiều trường hợp khi kỹ thuật thông thường bằng viện chẩn có kết quả thì tốt nhất ta không nên dùng quyền công. Khi dùng quyền công, những trường hợp nào phức tạp nhất thì chúng ta hãy dùng quyền công. Vì dùng quyền công hao sức khỏe các bạn rất là lớn. Khi mà các bạn đến được trị bệnh bằng viện chẩn thì chúng ta nên trị bằng viện chẩn tốt nhất. Chúng ta nên trị viện chẩn, bởi vì viện chẩn trị không hao về năng lực nhiều lắm, còn người công trị
hao về năng lượng đó. Các bạn có nhớ là tôi chị mấy năm trước tôi chị trên màn hình này hai, tôi nhớ chính xác con số hiện lên chỗ người tham gia là 283 người, chị xong rồi bệnh luôn. Lần sau chị đi cũng 200 mấy người, 240 mấy người cũng chị rồi xong cũng nghỉ dạy cũng 2 bữa, mệt lắm. Cho nên các bạn học cái quyền công này, các bạn tốt nhất là trị cho người thân của mình và điều chỉnh âm dương của mình khi cần thiết. Còn lâu lâu các bạn trị 1 lần 2 lần thì đâu sao đâu. Cũng cái hay cũng như nhiều các trong trong lớp mình nhiều người cũng chị hòa đâu có sao đâu, nhưng mà trong chị một ngày các bạn chị 3 4 người 4 5 người đâu có sao đâu. Tôi ngày là tôi khi tính với chị ngày mấy chục người hơn, nhất là Covid-19 tôi ngồi ở đây tôi chị cho tất cả những cái trại thu dung của các tỉnh như Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, trời Bình Dương. Những người nào mà có học viên của tôi á thì tôi hay trị lắm, vì các học viên của mình cũng bị Covid á, nằm ở trại trại Củ Chi, trại thành phố Hồ Chí Minh, trại Bình Dương. Thì tôi cũng dùng cái quyền công này trị cho mấy người kia, cứu cũng nhanh lắm. Thì tôi chị hình như cái chạy ở Củ Chi á, cái thu dung Củ Chi, cái chị có chưa được 3 ngày đó là học viên của mình về, mình xét nghiệm là cho về. Là cái là quyền công thì các bạn dễ lao 5 phút đi ha, rồi các bạn có hỏi gì thì các bạn hỏi rồi xong người ta đi cái số tới cái điểm công. Vì cái đêm nay nó có chậm hơn chút nữa thì chúng ta ghé ha, vì ta còn cái điểm công nữa. Các bạn nào muốn nắm gì thì chưa có nắm gì thì chúng ta hỏi ha. Alo thầy, cho em hỏi là khi em thở như thầy bày á, em thở lên thở xuống mà anh thở mà anh thấy trong người nó bình thường, nó không có gì hết là sao thầy? Em cũng hết thở rồi đưa lên xuống Nhưng mà không thấy gì chứ hả? dạ, trong người là Lúc kiểu này như có chỗ đó có tập trung không? Có tập trung gì không? dạ có, cũng Có nhắm tập mắt trung cũng thở không? nhắm mắt cũng hít thở, nó kéo từ mũi xuống ở dưới lỗ rúng mà thầy nói là 4 ngón tay á, rồi bắt đầu cũng nín thở, em đếm 5 rồi mới lên lại lên mũi lại, mà lên xuống mấy lần mà em cũng thấy sao người nó cũng bình thường. Không có nóng còn không có lạnh gì chứ hả? Dạ bình thường người luôn, không nóng không Hả? lạnh người. Dạ người thì bình thường, cũng không nóng mà cũng không lạnh. Cũng không nóng cũng không lạnh, Dạ có đau tức ngực gì không? dạ không, bình thường luôn, cũng không đau không gì hết. Ở chị thở tôi coi coi, chị đứng chị thở tôi coi coi. Thở bình thường hả thầy? Chị thở tôi coi coi, thở cách thở sao tôi coi coi.
Để em chút. Là khi mà thầy kêu em kéo thì em cũng kéo nha nè. Đó là em nín thở lên nè. Từ từ trên đây là em nín thở. Lúc em thở nhẹ ra, sao em thở một chút rồi em làm tiếp. Chị thấy chị có tập trung với hơi thở của chị không? Chị thấy có gì chỗ đó không? Dạ không, em chưa thấy gì hết. Mà hồi sáng sớm em dậy đúng không? Ủa giờ mấy năm giờ em ra sân em tập. Rồi chiều nay rồi tới mấy giờ em cũng vắng vắng em cũng đứng em tập. Em tập lên tập xuống á. Chị hình như tôi thấy chị không tập trung gì đó. Tôi thấy chị đâu có tập trung đâu. Em còn chẳng biết mà sáng thì không có ai em cũng có tập sáng sớm Thở á. đi chị, thở đi coi, chị thở chị coi thấy cái thở lại coi. Em đưa tay thở lại thầy con. Đúng rồi, chị thở chị tập trung theo cái hơi thở, cái hơi theo cái tay của chị á. Dạ. Sức mạnh quá. Chị cứ vô chỗ cái cỏ này không? Dạ không, em chỉ đi đi thẳng xuống giày rồi em lên thẳng ngang giày thôi. Có đụng cái áo không, thở cái cảm giác cái đụng áo Dạ không? có, em đẩy cái áo xuống nè. Em Không đẩy đụng xuống. áo. Nếu thở thành một đường thẳng, thở ngoài da thì không cần phải đụng áo. Yeah. Còn thở trên da thì phải đi vô xuống này. Xuống À. cổ ở ở đó rồi, phải đi theo cái đường đó. À, trên da là phải phải đi theo xuống cổ. Đúng rồi. Em làm lại thử thầy. Thấy nóng không? Em thấy người cũng bình thường không có nóng. Bây giờ coi cái ấm ấm hồi nãy không? Hình như là nó hơi 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 chút xíu Đúng rồi, dưới đây hơi rồi đó. hơi tí xíu Chị nhích ra chút đây, chị nhích ra chút đây. Chị đi xa chút đây. Xa nữa. Chị cho thấy cái gúng của chị coi, xuống cái gúng chút đi, tôi coi, tôi thả giùm cho chị. Chị bắt cái mặt màn hình xuống. thấy không, thấy không thầy? Xuống nữa đi, xuống nữa đi, xuống nữa đi, chị đi bước xa chút nữa được rồi, bước xa chút nữa rồi. Dạ đây thấy không thầy? Chị bật màn hình xuống chút nữa rồi thấy cái chỗ cái gúng mới được, xuống cái gúng Dạ chị đứng ngay chỗ cái giỏ rồi, đứng ngay xa cái giỏ rồi, đây được không thầy? xa chút nữa được không? Sao hết Cho chị rồi? không bật cái màn hình, chị thấy cái cho thấy cái đầu gối chị được không? Chị giờ chị thấy cái đầu gối chị là được rồi đó. Chắc em phải đứng lên đây Chị quá. để cái màn hình của chị bật xuống chút nữa cho chị Dạ thấy. không. Ờ đó, đó rồi 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 rồi, ok. Chị Dạ. coi này, chị tập trung này, tôi thở giùm cho chị ha. Dạ. Rồi chị làm đi, chị làm đi. Dạ. Không được, chị lại kéo vô trong cái lưỡi trong cổ họng á. Rồi rồi, tập trung đi, Hãy
Vậy chị thấy có nóng không? Chị đứng đi đi. Chị thấy Bình có nóng không? Hả? quá, em đứng ghế giường nó bấp bênh quá. Để em đứng ghế. Bây giờ chị đứng đây đi, đứng đây tôi thở giùm cho. Rồi chị đứng đây đi. Rồi chị tập trung đi ha. Tôi thở cho chị, cứ để gì đi. Chị cứ để gì đi, chị cứ để cái tay xuống đi. Chị tập trung từ cái lỗ mũi chị xuống cái rốn đây, tôi thở giùm cho. Rồi. Rồi chị thấy cái nóng chưa? Dạ có, mà như nó trong người nó có cái luồng luồng gì ở trong đó thầy, nó giống như có cái luồng luồng điện đấy, cái gì á, nó rần rần rần. Đúng rồi. Hồi nãy chị thở thấy có không? Dạ không, anh thở em không thấy khó. Chị thở giùm như chị rồi đó. Dạ, tại lúc mãi thì em thấy các người nó nóng 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 mà rần 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 hết tay hết người. Vậy là được rồi đó chị ha. Dạ, rồi em cảm ơn thầy. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Dạ. Các bạn nhớ, các bạn thở cho nó kỹ kỹ ha. Bây giờ chúng ta đi vào niệm công. Hồi nãy ta cách quyền công, bây giờ chúng ta đi vào niệm công. Thì cái niệm công này ta có 31 cái pháp đồ niệm công. Thì cái này các bạn có thể nghe nghe thôi, không cần phải ghi đâu, vì các bạn sẽ coi lại cái clip thì các bạn ghi lại. Một lát nữa tôi sẽ chụp tôi gửi lên Messenger của người công á, thì các bạn ghi nó dễ hơn. Rồi xong rồi các bạn dán ở đâu trong phòng khi cần thiết các bạn đọc theo nhé. Khi nào các bạn thành công thở âm dương khí công thì cái bản này nó rất có hiệu, rất là hữu hiệu đó với các bạn. Số 1 là phát đồ yêu thương. Thì phát đồ yêu thương này đó là 2660. Phát đồ này nó phổ biến cách đây mấy chục năm rồi, 40 năm rồi. Phát đồ này rất là hay. Đây là các bạn niệm 2660 thì các bạn làm rất là nhiều chuyện, không phải dừng chững đâu. Trong giao dịch, trong trồng cây, trong nuôi trồng thủy sản, hay là các bạn đi đường, hay là quan đi mượn tiền, hay là các bạn đi đòi tiền, thì hay là các bạn đi xin công việc, hay là các bạn đi can thiệp vào một cái chỗ nào đó, thì cái phát đồ này rất là linh nghiệm. Đó là 2660, ta gọi là phát đồ yêu thương. Thí dụ như các bạn muốn đi đến một chỗ đó để xin một việc làm này đó, thì các bạn phải niệm 2660. Não ơi, thầy tổ ơi, thầy tổ là thầy thầy, thầy Vũ Châu á, hay là các bạn có thể thầy khuyên cũng được nha. Bây giờ các bạn học trực tiếp tôi sẽ giúp các bạn. Để đến đó mục đích là muốn xin cái gì, thì các bạn khi mà các bạn mở cửa ra từ trong nhà, mở cửa ra bước ra đi, thì các bạn niệm 2660 2660. Thí dụ như tôi muốn đi thành phố hay là tôi muốn đi Đà Nẵng, thì niệm 2660. Não ơi thầy tổ ơi, tôi thì kêu thầy tổ giúp tôi đi đến nơi về đến chốn, trên đường thượng lộ bình an, gặp được nhiều may mắn, được rồi mọi người thương yêu và giúp đỡ.
Thì cái phong điệp này nó sẽ phát ra khi mà bắt các bạn tiếp xúc với người nào đó, thì người đó sẽ có một cái tình cảm đặc biệt với các bạn. Đây là cái thời bậc hai. Ví dụ như cái bậc độ yêu thương 260 thì các bạn có thể đủ kiến được, đủ dán được. Rồi cây mà nó không tốt thì các bạn đọc nó không tốt, tức là tình tâm sự nói chuyện với cây và các loại sinh vật động vật thì nó đều nghe hết. Các bạn đừng có nói là các cái loại sinh vật nó không nghe ha, cái đó là các bạn đã sai lầm rất là lớn. Những cái cây hoa, cây cỏ đều nghe được tiếng nói của mình hết. Các bạn làm một ví dụ đi, một cái cây các bạn trồng ở phía bên nhà, hai cây rồi để cách nhau. Một cây thì các bạn tưới nước và hai cây đều tưới nước như nhau và phân bón như nhau. Nhưng mà một cây mà các bạn đọc 260 các bạn thường xuyên nói chuyện với nó thì cây này tương đối tốt mà nó ra hoa rất là đẹp. Còn cái cây mà các bạn không niệm 260 các bạn không tâm sự với nó, cái cây này sẽ không bao giờ đẹp và cằn cỗi. Đó là các bạn lấy thí nghiệm mình xem. Cho nên các bạn trồng cây, các bạn thử. Hai cái ly nước, một cái ly nước để một bên một ly nước, các bạn nói chuyện thường xuyên, các bạn uống này là khác. Cũng như chúng ta niệm thủy công, nó là khác. Còn kiến ở trong nhà, các bạn đuổi nó bằng cách là học 260. Lão ơi, thầy tổ giúp tôi cho kiến đi ra ngoài, vì đây không phải là nhà của kiến, không phải là nhà của kiến. Kiến có thể thông cảm, đi ra ngoài khỏi khu vực này để làm tổ mà sinh sống. Thì các bạn nói nhỏ nhẹ ha, các bạn nói lớn đâu nó không nghe đâu, nó kéo về đó, nhất là chuột rồi kiến nó sẽ kéo về cho các bạn bắt càng rất là đông. Nếu chúng ta làm giận nó thì nó kéo về rất là nhanh. Nhưng mà các bạn nói nhỏ nhẹ tình cảm thì trong vòng chốc lát nó sẽ xếp hàng và ra đi một cách rất là trật tự, chơi đập nó thì coi chuyện à. Hồi là đông lắm, lợi đông lắm để trả thù mà. Cho nên gián cũng vậy, kiến cũng vậy, chuột trong nhà cũng vậy. Đây là phát đồ yêu thương. Bắt đầu thứ hai là bắt đầu lạc quan tin tưởng, đó là 34/24. Khi nào các bạn nhút nhát không đủ can đảm thì các bạn có thể đọc 34/124. Thì đây là hệ thần kinh, nó sẽ giúp cho các bạn tin tưởng hơn, mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn. 41/50 cũng vậy, cũng là một bắt đầu can đảm và sự quyết đoán của 41 về 50, đó là đổm và can. Thì cái bài này giảng rất là lâu, 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ nói cho đường kinh hai cái con số 41 và số 50 này. 41 là đường kinh đổm và số 50 là đường kinh can, cho nên những người tai to mặt lớn thì nó là do gan về mặt. Cho nên các bạn học đông y, tôi phân tích cái sự quyết đoán của một nhà chính trị, một sự quyết đoán của một nhà làm kinh tế, tại sao họ quyết đoán rất là nhanh mà họ quyết đoán rồi không phải như một người thường. Nếu can và đảm tốt, họ dám quyết đoán một cách nhanh chóng. Các bạn chỉ cần đưa ra một cái câu hỏi thì họ đã quyết định rồi, và họ có một trách nhiệm với quyết định đó, họ không bao giờ trốn tránh vì họ
can và đảm họa, chịu trách nhiệm, không đổ thừa bất cứ một người khác. Còn đối với mình, người mình can gì đảm nó yếu, làm thì làm đó, nhưng mà hư cái đổ thừa, ông này xúi tôi, ông kia ông xúi tôi, xúi là xuống người ta, anh làm mà được không là chuyện của anh chứ, anh làm anh chịu trách nhiệm chứ. Giờ tôi xúi ông đi ăn trộm đó, ông trộm bắt được, ông nói là ông đó xúi tôi ông trộm, ông trộm nó bắt ông chứ đâu bắt tôi đâu. Cho nên mình làm cái gì mà phải chịu trách nhiệm trước cái việc làm của mình, phải biết nhận lỗi, nếu thấy sai nhận lỗi và phải biết cảm ơn. Nhận lỗi và cảm ơn, hai cái từ đó sẽ giúp cho mọi người ta thành công. Còn thứ mà làm sai mà không biết gì lỗi mà cái bừa mốt hay giúp đỡ, cho nên can gì đỡ mới quyết định cho con người rất là lớn. Những người lãnh tụ thì những người kinh doanh giỏi, các bạn thấy cái can và cái đỡ của họ rất là tốt, to gan lớn mật, thằng nào cũng giỏi chứ. Cái thứ ba là Jim Sohn, thì Jim Sohn thì ta đọc thôi, thì số 200, số 200003, số 0 tức là 2000 này. Chống lai nhải cằn nhằn vì chồng vợ đi chơi về vợ lằng nhằng lãi nhãi nó giải càng nhằn, thì trước khi về thì các bạn đọc 126 số 8 14, đây là cổ họng 126 số 8 14 là cổ họng, 79 51 là cái lưỡi. Như vậy cái lưỡi và cái họng nó giảm xuống thì cơn giận nó ít đi, thì cơn giận sẽ ít đi, thì nó xong là nhán đấy. Vì là các bạn không đi chơi về không sợ vợ cằn nhằn lại nhảy nữa rồi. Rồi chống mất ngủ, tôi mất ngủ quá, đọc 14, 16, 14, 16. Các bạn đọc hồi là ngủ à. Còn khó ngủ thì 00, 1, 00. Các bạn nằm mà nó khó ngủ quá thì các bạn đọc 00, 1, 00. Các bạn đọc nhiều lần nhé ha. Một cái bộ vị này các bạn đọc nhiều lần. Còn đãng trí thì hay quên, 103 và 300. Cái số 103 này ở trong dòng chữ nó có đó ha. Các bạn những người lớn tuổi hay quên á, đăng ký các bạn tối ngủ á, các bạn gõ gõ 300, gõ 103, gõ gì nè, các bạn gõ một thời gian nửa tháng tháng gì, ông bà ông giải gì nhớ chân à, phục hồi trí nhớ rất là tốt. Còn tuổi trẻ thì các bạn mà cháu mà nó học không vô á thì các bạn gõ 300, ô 103, các bạn gõ chút xíu là nó ngủ à, thì các bạn gõ trong vòng tuần hơn tuần nhé, thì các bạn xem lại cái trình độ học của nó rất là nhớ. Cách nhất là các bạn để ý làm tổ rất là hay, học rất là tốt. Nhất là có người già thì ta thêm 300, đối với trẻ em từ 15 trở xuống thì ta chỉ cần gõ 103 mà thôi, thì các bạn sẽ thấy cháu nó học rất là nhanh, rất là sáng suốt. Mời các bạn làm thử ha, chắc ăn là được chứ không thử chứ, bởi vì tôi có làm tất cả cháu nội cháu ngoại tôi, lúc mà học lớp 1 nó học từ sáng tới chiều chưa hỏi là không nhớ một chữ nào chứ, không nhớ, trời hay học hai ba chữ thôi nhưng mà chiều hỏi là chưa hỏi là không nhớ gì chứ. Vì mà tôi bắt nó ngủ tôi bao cái tầng á, tối nào tôi cũng gõ cho mà lớp lớp cháu ngoại nằm hàng vậy đó. Tôi gõ mà gõ dễ ngủ, vậy mà gõ cho đường tuần nữa, trời nó học cho mà giỏi thêm nữa, học giỏi lắm, với cháu nội tôi giờ nó học giỏi lắm. Chưa học đâu,
Trời gầu chết, mẹ nó quýnh muốn chết luôn ấy. Học dạy từ sáng chiều chưa hỏi, tối hỏi quên dần cho nó không nhớ thôi, không nhớ chi nào chứ, đè quýnh hoài nó cũng không nhớ. Sau này gõ gì thấy được gõ gì, chứ hơn tuần nữa là không còn bị quản được, bị đòn nữa. Sao qua làm thử ha. Rồi chống say rượu thì chống say rượu thì các bạn đọc 15 19 15 19 15 19. Chống cờ bạc thì 26 70 51 thì bà vợ nào hay đi quýnh bài, ông chồng nào hay đến bài, các bạn không cần lấy đó mà chửi lộn, chửi kêu vợ về mà hay là chồng mình về đang quýnh bài mà gặp mình lại kêu mình lại thua đó, về chửi gom chết đồng nghiệp tại bà kêu tôi xui đi quýnh nó thua trơn, bắt đầu thôi thừa lại. Các bạn ở nhà bạn đọc 26 70 26 70 họ ông sao thua à, làm tự động về à, chứ các bạn thấy lạ không? Ở đó nhà ông đến đâu cài không, các bạn đọc cái số đây cười ổng tự nhiên, hồi cái ổng tự nhiên thấy quần mình nó thấy ổng xà thua là ổng nghĩ à. Rồi chống xe xe 126 của 127 rồi 63 số 0, các bạn đọc khi mà các bạn lên xe thì các bạn đọc 127 63 và số 0. Chống ho chống ngái 38 12 số 8 20, đó là cái phát đồ thứ nhất 38 12 số 8 20. Rồi phát đồ thứ hai là 14 275 và 277, đây là cổ họng tam giác cổ họng tay tam giác amidan giảm đau. Thí dụ như các bạn đau ở chỗ nào đó thì các bạn đọc 124 34 106 26. Làm ấm, thí dụ như các bạn đi chơi rồi gặp mưa lạnh thì các bạn đọc 34 290 156 132. Thì cái bộ tứ đại nguyệt thì các bạn biết rồi, thì 26 19 127 giờ số 0. Thì cái này cái bài này nó trị tứ đại nguyệt thì trị ngứa nè, trị mệt mỏi nè. Thì cái bộ này các bạn đọc thôi, các bạn đi chơi mà thấy mệt đó, thì 26 19 127 số 0. Ho thì ta có hai cái loại ho, ho hàn và ho nhiệt. Nếu ho nhiệt thì 00 số 2, ho hàn là 0200, ngược lại là viêm họng đó, là viêm họng. Đau dạ dày, dạ dày nóng thì ta đọc 0078 0078 0078. Còn đau dạ dày mà do hàn tức là lạnh á thì 780 780 780. Chướng bụng đầy hơi thì 80 20 80 20. Đau cái cột sống tức là thoát đĩa đệm thì 1000 tức là 1000. Bắt đầu đọc 0000 hay là đọc 1000 cũng được cho nó dễ chỉ nhớ. Thì bệnh về gan về mật thì 0450 0450 0450. Tới số 23 là điều chỉnh thận thì cũng 0450, như là ta điều chỉnh can mật và điều chỉnh thận thì một con vô là 0450. Rồi đau đầu, đau đầu thì 70 số 10 70 số 10. Đau răng 70 20 đau răng 70 20. Rồi đau vai gái thì 72 10 72 10. Rồi đau mắt đỏ 003 003 003.
Tim đập nhanh. 030. 030. Tim đập chậm là huyết áp thấp đó. 5300. 5300. Đau buồng tim 3000, tức là 3000. Giảm đau 007. 7000. Giảm đau. Thì ta có 31 cái bộ vị về niệm công, 31 bộ vị niệm công. Tôi nhắc các bạn nha, các bạn chút nữa thì sẽ gửi các bạn nằm trong cái lớp quyền công đó. Thì các bạn khi mà tôi chụp ra, tôi gửi ra đó, thì các bạn ghi, thì các bạn có thể là dán ở trong cái phòng của mình đó, để khi hay là viết trong khâu tay khi mà mình cầm đi, hay là các bạn viết trong cái điện thoại á, khi mà cái ví dụ như đi xe tàu xe đó, rồi không lẽ lúc đó mình đâu có biết đâu, đi vào chỗ ghi chú á, thì các bạn đọc là 26 70 51, 26 70 51, 26 70 51, 26 70 51, thì cơn đau sẽ của các bạn sẽ không còn chóng mặt, không còn ối. Bây giờ ví dụ như đi nửa chừng mà thấy đau đầu, thì các bạn thấy đau đầu thì 70 số 10, nhưng mà cơ bản là các bạn phải ghi vào trong cái điện thoại để tôi hướng dẫn cho các bạn, để mà làm một cái tài liệu mà chúng ta không cần phải đọc sách. Thì trong này nó có cái mục ghi chú này nè. Thì trong này tôi sẽ ghi tất cả những cái gì ở nằm ở trong này hết. Nó nhiều lắm, tất cả những cái bộ vị, những cái lý thuyết và cái kinh nghiệm, cái điều tôi ghi dưới đây hết. Khi mà ta cần đi đâu đó, ta chỉ cần có cái điện thoại này thôi, được rồi, không cần mang thêm một cái bị sách làm gì. Cái này thì cũng chưa tốt lắm. Các bạn ghi một cách tốt nhất mà các bạn không thể quên được, nó sẽ giúp cho các bạn tích tắc trong vòng 3 giây, 4 giây gì đó, thì các bạn tìm ra được cái bộ nghiệp chính xác nhất. Đó là bạn ghi vô đây nè, các bạn ghi hết trong cái đảo này, thì các bạn không cần phải đem cái này nữa, đem cái này để các bạn mới nghe thôi, nhưng mà cái yêu cầu của các bạn là ghi hết vô đây hết. Thì các bạn ghi càng nhiều thì các bạn sẽ thông minh hơn. Vì cái não của bạn nó đã mở mang thì các bạn sẽ nhớ rất là nhanh. Nhưng mà các bạn không ghi một thời gian, cho nên những người già có cái khổ, một sai lầm này mà chúng ta không thể chấp nhận được là không chịu đọc sách. Dù anh có nghỉ hưu hay là anh có quên đi chăng nữa, một ngày anh phải đọc tại lắm là cũng phải 4 5 trang sách, vì để giúp cho cái não nó mơ màng, không đủ lạnh. Những người nào không đọc sách, không trao đổi về cái não thì các bạn dễ bị lún lẫn.
thấy cái như mặc giáp ấy, không bao giờ rủ lạnh, bác Hồ sao rủ lạnh được. Đến khi nào các bạn mất đi thì tôi đi gần bác, các bạn không bao giờ rủ lạnh, mà các bạn học về chữ đi, tôi đảm bảo không bao giờ rủ lạnh, dù các bạn có quên có đãng ký hay không nữa, thì các bộ hồi bởi vì ta có tất cả các bộ nguyệt để phục hồi mà. Có nhiều người nói rồi thôi tôi không học, tôi không nhớ thôi, thôi cái đó thôi, không phân tích nữa, mình cũng không muốn cho ta học nữa. Bởi vì mình có nói cỡ nào á, thôi tôi mắc công chuyện lắm, thôi tôi cũng già, tôi không nhớ, thôi tôi không học đâu, thì thôi. Nhưng mà cái đó là một cái thất bại nhất. Khi mà mình bệnh rồi thì mình không thể làm được. Tại vì trước thì tôi biết gì tôi học, bây giờ tôi đâu có cái tệ mức độ này, tôi nằm trên giường không nhúc nhích được, tôi đi không được, tôi ngồi cũng không xong, cầm ly thuốc uống, cầm đi lại kia lấy cái gói thuốc góp với nước đi không nổi nữa, chỉ nằm để chờ chết thôi. Mà khi lúc đó ta học cũng đã muộn rồi, ngay đời lúc này ta còn khỏe. Như mấy chị ở đây cho mình có người 78 không, như chị Vân 78, hồi trước là chị Vân tệ nhất trên đời, giờ chị mới vừa học mà tôi thấy tôi không êm, mà bà này tôi học không thật sự không thành công đâu. Cái chị ở bên Đức gì 82 tuổi, nhưng mà chị đó thì lại hay hơn chị Vân, cái sắc còn tốt, còn chị Vân thì thôi quá. Thì mới vô tôi thấy cái mặt mày vậy thôi, đâu mà nó xấu dữ gì vậy. Nhưng mà giờ chị Vân rất là khỏe. Chị Vân là Nguyễn Vân là cũng phải lớn tuổi như cứng khừ ấy chứ chơi đâu. Chị bệnh rất là tốt, phải không chị? Cho nên bữa nay tôi cũng nói chỉ tìm một câu nhỏ thôi, có gì mời chúng ta sẽ học viên chứng lần cuối nữa. Bữa nay là lần hết năm nay. Đêm nay thì chúng ta nguyện công đi suy nghĩ. Qua Tết thì chúng ta thì hy vọng là các bạn sẽ liền. Các bạn chỉ tập trung thôi. Mời là gì học gì đó, các bạn học cho tôi học một thứ thôi. Chính nghề không bằng một nghề đâu. Các bạn mới vô các bạn chỉ đi. Tôi cũng kinh nghiệm từ của học viên ha, mấy người học miền Bắc vô đây vô thực tập, họ học rất là nhanh, vô đây chỉ học ngoại vi mà thôi, không học gì nha, không học nội tạng, vì ngoại vi các bạn làm như đau cổ gáy, đau vai, đau cái tay, nhức mình với mỗi tất cả về xương khớp, học một thứ mà không nội tạng. Rồi các bạn học về một một tháng sau về mở làm thành công rồi vô học rồi tạm hay cái đó, thành ra các bạn học rất là nhanh, có khi chỗ mấy anh ở miền Bắc không có cái vô Quảng Ninh thì vô học tháng một, ông nào cũng giỏi chứ. Bây giờ các bạn chỉ cần học nhiêu cứ vài gái thôi, tại tê thôi, từ cái cổ gái nè, đọc từ cái C1 cho đến C7 thôi, bởi vì C1 C7 nó chỉ tất cả cái đầu à, nhất tất cả cái đầu, thứ hai là đau cổ gáy cứng, tê tay, mỏi tay, nhức tay, tay còi súng, tất cả gì là nằm hết. Như vậy là tất cả cái phản chiếu của cô gái đều giống nhau, đều giống nhau, ta lặp đi ta lặp đi ta lặp đi ta lặp đi ta đi lại đi lại đi lại hoài. Tôi cho các bạn là một cô gái học một tháng á, thì các bạn dứt khoát bạn giỏi hơn người khác. Tôi chỉ đi cổ gái không đây, đánh trai tê thì trong cái mở cái từ C1 cho đến C7 nó gần 100 cái loại bệnh khác nhau, mà đi ngoại ngoại vi đi phản chiếu đều giống nhau hết,
không có gì khác hết. Đi động ứng giống nhau nè, đi đối xứng giống nhau nè, đi nguyên tắc, năm nguyên tắc giống nhau nè, rồi chỉ cần xuyên nguyệt, có mấy xuyên nguyệt cổ dây dây gái thôi, rồi cân bằng hàn nhiệt thôi, có nhiêu thôi. Rồi xong rồi ta đi đốt sống lưng, đốt sống lưng là phụ trách hai chi giới, chi dưới từ cái mông trở xuống tới cái ngón chân là chỉ học nhiêu thôi. Thì các bạn học 2 tháng là các bạn treo bảng, các bạn chơi ào ào rồi đó. Coi gì chứ các bạn đi nghiên cứu, đi sâu vào một thứ đi, bạn thấy nó nhanh lắm, cực nhanh. Có nhiều người, các bạn đừng có tham, tôi nói các bạn đừng có tham. Có nhiều mới vô 5 7 ngày, từng ngày nửa tháng rồi rồi trị ung thư không à, xin bộ huyệt ung thư thí dữ, mà xin huyệt tiểu đường, mà có học đông y chưa? Chưa có, chưa có đông y thì các bạn đừng có mơ gì trị tiểu đường, mơ mơ không nổi đâu. Nó cái nào cái gì ta làm vừa các bạn đi, rồi các bạn thấy chị hết á thì tự nhiên các bạn hưng phấn lên, hưng phấn lắm. Bởi vì các bạn đi chuyên sâu rồi thì các bạn hưng phấn lắm, thì các bạn đầu mê rồi, rồi bắt đầu ai muốn lại muốn đi, đi kiếm người bệnh cái gì nó muốn bệnh. Lúc đầu các bạn đi trị miễn phí đi, khi mà các bạn thành công có kinh nghiệm rồi, lúc này các bạn không đi nữa, mà người ta mời các bạn cũng không đi nữa. Người ta lúc này các bạn đã tốt rồi, đã chị tốt rồi, người ta tự đến. Người ta tự đến, ta kéo đến vì anh đã thành công. Còn bây giờ mình chưa ấy thì mình thôi mình tới đó, mình làm, mình kiếm được một người bệnh nhân mà mình làm đâu phải chuyện dễ đâu. Mới ra trường, mới ra nghề kiếm không dễ đâu, mà muốn kiếm người ta phải cho tiền người ta đó. Khi mà anh thành công rồi họ sẽ tới. Như giờ người ta mời tôi trả tiền tỷ, tôi có đâu đi được. Ta đi, thà là tôi đi giúp cho học viên của tôi, còn vừa già 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 mà trả tôi đi một lần với 5 7 triệu, nó vài chục triệu, vài triệu tôi đâu đi đâu. Không bao giờ tôi đi, thà là tôi đi ra mày bắt mày kia đi, có khi đi anh em mà bao tiền xe tiền tàu ăn uống rồi chỉ trả kinh phí cho thầy đi về ít thôi là tôi thấy cũng vui rồi. Cho nên là các bạn thấy không, mời rồi đi liên tục, nhưng mà mời đi giao lưu, đi giúp cho học viên thì tôi đi, còn đi mời mà các đại gia chứ các cái dàn quan chức rồi lại mời tôi lại nhà là tôi không đi đâu. Bởi vì nếu mà các bạn lại chỗ đó thì chỉ dạy được một người thôi, mà tiền gấp trăm lần những người chỉ ở đây, không vì một người mà ta bỏ nhiều người. Có khi người người ta lo cho tôi thì ai nhất tôi đâu nhận đâu. Có nhiều người họ họ muốn mua tôi luôn đấy, nhưng mà tôi đâu có chịu bán đâu. Bán là còn bệnh nhân mình còn đông lắm, học viên mình còn đông lắm, để cho mình cái gì tỷ 2 tỷ gì. Các nhà tôi cho 1 tỷ đi, nhưng mà buộc họ phải theo mình, phải theo họ suốt đời. Người ta bỏ tiền ra đâu phải người ta bỏ khơi khơi tự nhiên, người ta bỏ cho ông à, ta bỏ ra ta có điều kiện chứ. Cũng như anh Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh vậy, ông có cái nhà cho tôi, ông nói cho 1 tỷ rưỡi đó, tôi có đất mà quận 7, thợ thì tôi lo hết. Lúc đầu tôi đồng ý, tôi từ cái quận 1 tôi về quận 7, tôi nói không được, tối ra không được, với điều kiện ông phải theo ông. Ông đi đâu mình thuê đó, phải mà nhận lời. Bây giờ tôi đâu có gặp mấy anh đâu, nó rất là khó. Mình nhận người ta bắt buộc rồi, phải chịu sự quản lý của người ta. Ý tôi muốn nói cho các anh đó,
là chúng ta cố gắng đi chuyên sâu vào một vấn đề nào đó rồi chúng ta từ từ phát triển lên, chứ không đi ngày bữa hơi khó. Các anh đi đi ngoại vi hết đi, những cái bệnh phức tạp anh đừng có quan tâm tới nữa. Bây giờ mình không có đủ khả năng, mà anh mà làm không được á thì mất uy tín luôn á, không có chơi đâu. Tôi làm ở đây thấy không, cái nào được á thì tôi nhận, còn không được thì thôi tôi không nhận. Mà đa số giờ cái bệnh nào tôi cũng nhận cũng được, nó chỉ sợ là không có sức để mình làm thôi.